nó bụi á nha mọi người, mình chỉ ra mua cái chai xịt sơn bóng lên là đẹp cực kỳ. Khu biệt thự có đèn không? Đây là những công tắc nha mọi người, à, những công tắc, những công tắc. Khu biệt thự bằng tâm mình đang làm rau dở, nhưng mà vì mình không có thời gian, kinh phí hạn hẹp nên phải dừng đầu tư lại mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ cho mình có tinh thần mình làm những mô hình đẹp cho mọi người xem nha. Đây khu biệt thự nha mọi người. Giường ngủ công tắc điện đàng hoàng. Đây là giấy kiến mình sẽ làm khu biệt thự hồ cá bằng giấy kiến bao tập. Mình sẽ làm hồ cá bằng giấy kiến bao tập. Hồ cá bằng giấy kiến và đập. Đây là giấy trang trí nha mọi người. Đã khu hồ thự. Còn qua bên đây là mình Dono khổng lồ. Đây là con nhị nhị rán, con nhị nhị mình đang làm nữa chân. Rồi cho mọi người xem bao nhiêu đó thôi. Đây là hậu trường của mình đang làm lộn xộn nha. Mình đang làm công trình, à, mình đang xây dựng công trình. Đây mình cho mọi người xem. Rồi xe có ai dục đây, ở xe này có tình trai block nè, còn lũ chó. Thank you.
Thank you.
Mọi người nhớ đăng ký kênh Tình Trai Vlog nha. Và nhớ ủng hộ kênh Tình Trai Vlog, 100 triệu người đăng ký nha. Trời ơi, 100 triệu người luôn. Một người kiếm đậu con mắt luôn, 100 triệu người hết hồn. Người ủng hộ hai cha con mình nha, hai cha con để mình để mai mốt lên được tiền nhiều. Để mình có tiền mình làm được thiện mọi người ơi, mà có tiền lo cho con mình nè. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá xem video của hai đứa con mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Gì vậy? Chào bye bye mọi người với cái hồi cười hoài đấy. Thôi bye bye mọi người nha. Thôi là cái bài này nha. Chuyện 2, 50 ngàn là được những người đóng góp 50 ngàn là được 350 ngàn. Đào, chuyện 4, 30 ngàn. Chờ, quy si, giấu tên, 20 ngàn. Hàng, Hoàng, Hocker, 20 ngàn. Chương kỹ thuật 10 ngàn. Bình chiền 2 10 ngàn. Mến tàu cách 10 ngàn. Chinh chiền 4 10 ngàn. Duyên chiền 4 10 ngàn. Thấy là gia đình mình